Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ nghiên cứu, tổng kết thi hành và đề xuất xây dựng luật điện lực sửa đổi để thể chế hóa đầy đủ các nội dung của nghị quyết số 55 tại luật điện lực, tổ chức triển khai và thực hiện các nhiệm vụ của Quốc hội và Chính phủ về rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Để đảm bảo tiến độ Chính phủ giao, Bộ Công Thương đã chủ động thành lập tổ nghiên cứu xây dựng luật và trình Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập ban soạn thảo dự án luật điện lực sửa đổi. Tại cuộc họp ban soạn thảo mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị thành viên ban soạn thảo góp ý vào dự thảo luật, đảm bảo đáp ứng 6 chính sách trong đề nghị xây dựng luật điện lực sửa đổi, gồm quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước, phát triển điện năng lượng tái tạo và năng lượng mới, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động điện lực và việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực, quản lý hoạt động mua bán điện theo hướng thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh minh bạch, công bằng hiệu quả và giá điện theo cơ chế thị trường, quản lý vận hành hệ thống điện, chú trọng khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, tăng cường thực hiện giải pháp quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải điện và an toàn sử dụng điện sau công tơ và bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy điện trong giai đoạn xây dựng và vận hành công trình thủy điện. Tại cuộc họp này, thành viên ban soạn thảo gồm Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Hội Điện lực Việt Nam đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Bộ Công Thương trong việc gấp rút triển khai dự án luật điện lực sửa đổi, đồng thời thống nhất kết cấu đề cương, thống nhất số lượng và tên các chương của dự thảo luật và bảo đảm nằm trong 6 chính sách đã được Chính phủ thông qua.